Vâng, thế để toàn này ông Sái bắt đánh thầy Trèo. Thế các con các cháu nhớ là ông Sái ông đi đưa cùng vào chùa nào thì các con các cháu có tiền thầy trai mà cùng vào chùa để mua sớm một điểm mua hương mua hoa rồi lễ chùa nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cũng có 100.000 đồng để ra trả tiền đò cho bác Tây An Phi đạo thần.